dẫn hướng dẫn các bạn tới xem tiệm bán Louis Vuitton, những sản phẩm Louis Vuitton. Sẵn đây mình cho bạn xem cái ví Louis Vuitton mà mình đã mua cách đây 15 năm và bây giờ vẫn còn mới, còn đẹp. À, phía trước, phía sau thì là sổ miếng giấy là như vậy. Mở nó ra, lấy đồ trong này ra, bạn trông nhiều lắm. Có cái nón Louis Vuitton. Xếp nó lại. Ở phía này là cái giỏ đây. Rồi, đây là còn đây là cái bán những cái đi du lịch Louis Vuitton. Nó có nhiều cái đẹp lắm. Cái này là cái hàng mới nhất, đẹp nhất là cái đắt. Xách đi cái này. Rất là chiếu. Mời các bạn tiếp tục đi xem nhé. Ok. Thank you.
He said we're gonna change.